Đêm động phòng đã đến với hai bạn như thế nào? Dạ. Nó chán lắm. Trời đất ơi. Không cần trả lời tôi biết là chán. Tôi biết thì vô. Dạ vợ em không có kinh nghiệm trong việc này. Sao kinh nghiệm được? Người ta ông là phải chủ động chứ, đúng không? Dạ em có chủ động, tại cho nói chung là kinh nghiệm em cũng không có, nhưng mà em cũng có tìm hiểu sơ sơ. Phim thì không có mở cho coi. Ừ, không, nhưng mà ý chị muốn hỏi là nè, có khi nào cái nhu cầu của em á, em cần, tức là cái nhu cầu em nó vượt ngưỡng chịu đựng của em mà vợ em vẫn không chịu, khi nào em dùng những cái động tác mạnh không? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ vợ em thì được có cái là nếu mà em có nhu cầu em nói ra thì vợ em vẫn trả bài cho em đầy đủ. Dạ. Nhưng mà hoàn toàn là không phải là một cái sự tương tác mà nó là làm bổn phận và nghĩa vụ thôi, đúng không? Dạ. Em tên là Phan Công Thảo, năm nay em 32 tuổi và đang tự kinh doanh. Thế còn em? Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thịnh Thuận. Em là Như Huỳnh, 34 tuổi. Ủa thiệt luôn á hả? Dạ. Trời đất ơi, nãy chị tưởng học sinh sinh viên mới lấy chồng á. Công việc em hiện giờ là gì? Dạ em làm xuất nhập khẩu ạ. Nhất dạ. Gái hơn hai gì trai hơn một. Dạ. Ôi hay quá. Ôi nhưng mà nhỏ xíu vậy. Dạ. Hồi xưa em cũng bị lầm mà chị. Đúng không? Ôi lầm chết luôn. Như vậy chắc có lẽ là hồi xưa là quen nhau rồi mới biết tuổi nhau đúng không? Dạ đúng rồi anh. À vậy hai em quen nhau như thế nào? Tụi em quen nhau lúc còn là sinh viên đi học đại học á. Nhưng em nhỏ cổ 2 tuổi thì học chắc đâu học chung chung khóa đúng không? Dạ, tụi em cái học đó là liên học thông. Liên thông đại học kinh tế anh. À liên thông. Dạ. Dạ. Bạn này thì có một cái nhóm bạn riêng, chuyên gia ngồi bàn đầu. Em thì đi làm về trễ thì chuyên gia đi vô trễ và luôn luôn ngồi ở dưới cùng. 20 tháng 11 em lên phía trên rồi thì em thấy để ý bạn này ngồi trước mặt mình nhìn sao dễ thương quá. Mà nhìn cái dáng đúng cái gu của em nữa, cái gu nhỏ nhỏ kiểu bé hạt tiêu vậy đó, nhỏ nhỏ hồi xưa rất là nhỏ con. Bé hạt tiêu đó. Em thích như vậy cho nên là em để ý bạn đó ngay từ cái lần mà lên hát đó. Lúc đại học thì luôn luôn có bài thảo luận làm việc nhóm thì em luôn luôn lân la để xin vô nhóm bạn này, rồi luôn luôn hỗ trợ bạn này đi làm lấy tư liệu, rồi làm nói chung là hỗ trợ hết tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Nhưng mà lúc đó là bạn này có biết bạn này để ý mình không? Dạ không, lúc đó là em ấn tượng bạn này là tự nhiên không ai kêu hát hết. Tự nhiên xưng hông lên cho hát một bài. Tại vì em thấy bạn này rất là dạng. Mà lúc đó là em có người yêu chưa? Dạ em cũng có người yêu rồi. Cho nên dạ. Đâu có thèm để ý anh này. Không em... Anh này anh càng làm rần rần thì... Mà lúc đó bạn này nhìn giống BD vậy. Không có men như bây giờ đâu. Thời đó em để hai mái. Mặc áo màu nổi không anh? Màu hồng. Màu mà màu vàng, mà vàng chanh đồ. Màu hồng rồi màu tím, nơ hồng, nơ tím. Rồi đó, tóc hết á. Tóc chải rất là bóng, đi học vô tóc chải. Rồi hồi nhỏ tôi cũng hai tóc mái bóng rồi đó, là tóc anh Thuận cực nhiều mà sức mút luôn. Trời ơi, sức mút nó bóng lưỡng như thế mà giờ đầu nó tóc nó gì nè đó. Rồi anh hỏi nè, lúc đó em có người yêu chưa? Dạ có mà em giấu. Thích đi bắt cá. Đó. Em đổi nghề. Bao lâu nè em mới làm đi. Anh đoán nha, có phải là do em bị người ta phụ bạc cho nên trong lúc em bế tắc, trong lúc anh đau khổ đó anh này, anh bắt đầu anh đến anh tỏ tình em, đúng không? Dạ cũng gần gần vậy đó anh. Hay chưa? Hay chưa? Đó em cũng đang buồn quá, quá buồn luôn mà em không có biết là, em không biết chia sẻ với ai hết á. Chỉ có bạn này thì lúc đó cũng hay hỏi thăm. Thì em cũng tâm sự với bạn là em đang rất là buồn này kia vậy đó. Thì bạn luôn lắng nghe em. Em kể những kỷ niệm của em với lại người yêu cũ á. Em cảm thấy là em được một người mà lắng nghe á. Cho nên là em cũng, bạn này rủ đi thì em cứ đi thôi. Thế có tình cảm nào không hay? Cũng không có biết có tình cảm khi nào nữa. Thì bạn gái cũ của người này tìm em để mà nói chuyện với nhau là đang quen bạn đó. Bạn gái cũ ở đây nói là người này có rất là nhiều bạn gái từ trước rồi. Cái lúc đó là chỉ có người yêu cũ với em thôi, đúng không? Ba mặt một lời. Ba mặt một lời luôn. Em bắt người này phải bây giờ phải cho em gặp bạn gái luôn của bạn này luôn, để hai người nói chuyện trước mặt em luôn. Xong rồi cuối cùng kết quả làm sao thảo? Dạ bữa đó em nhục mặt quá, ngồi chỉ biết cắm đầu thôi. Không có. Ông này ông ngồi vậy nè. Nhưng mà cái tới cuối mùa là em có đưa ra cái quyết định là sáng suốt và cụ thể là chọn ai không? Dạ có. Là lúc đó em nói thẳng luôn. Thì ngay bữa đó là em lý giải và mọi thứ cho hai người hiểu thôi. Nhưng mà cuối cùng em vẫn nói rằng là em chọn người mới. Và đêm hôm đó về là em gần như là không ngủ được và giống như là viết tâm thư cho bạn này. Và em có đáp lại không? Dạ không, em cũng quyết định là không có qua lại nữa. Sau một thời gian là em với bạn này chia tay, cũng có người khác để ý tới thì em cũng có đi gặp người đó, nhưng mà em cảm thấy không hợp. Mà người này cứ liên lạc, tìm cách để liên lạc em á, thì lúc đó từ từ em mới quay lại. Tình cảm của bạn này đối với em nó dạng giống như mưa dầm thấm lâu, đúng không? Dạ. Nó không có một cái gọi là cái cú gọi là đột gặp phá. Một cái là say sẩm liền được cái nào. Dạ không, dạ không. Nhưng mà bạn này thì lại có cái tình cảm đó. Dạ. Khi gặp bạn này là có manh nha bỏ người cũ liền rồi, dễ sợ quá. Dạ, em gọi cái chuyện không có dấu hiệu. Kể từ khi mà hai bạn chính thức yêu nhau đó. Dạ. Cho đến lúc kết hôn là bao lâu? 3 năm. Ồ, 3 năm lận hả? Ủa dạ. Lý do mà kết hôn lâu vậy?
Dạ nó cũng thứ nhất là vì tụi em thời điểm đó em thất nghiệp, em và tài chính tụi em chưa ổn định. Tại vì trước kia khi mà em viết, như em nói là viết tâm thư và em nói chuyện với vợ em, thì em đã nói một câu rằng là kể từ bây giờ anh sẽ không bao giờ để cho em phải khóc và buồn vì bất cứ những chuyện anh làm nữa. Cho nên em vì câu đó em muốn rằng là phải chuẩn bị cho thật hoàn hảo đầy đủ để mà cưới. Cho nên là em 3 năm quen nhau rồi em cố làm để mà có thể gầy dựng được một gọi là số vốn nhỏ nhỏ để có thể tự chủ lực cho cái đám cưới của mình và nhà cửa này nọ cho tương lai trời hai chồng. Trời ơi, lỡ mà trong 3 năm mà ông không có cái vốn đó, ông bắt ra chờ ông 5 năm mà người ta mà 31 tuổi ông mới cho cưới thì thôi, rất là tôi 28 tuổi tôi có đứa con đầu tiên vậy đó. Rồi trong 3 năm đó ảnh có làm em khóc không? Có làm em buồn không? Dạ không. Sao mà khi mà em chấp nhận quen người này á thì em cảm thấy là em rất là tin tưởng. Quá tin tưởng rồi cho nên là có cái gì đi trước không? Dạ. 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 Tụi em, trời ơi, tức là tụi em hay dữ vậy. Mà lý do gì dữ vậy? Dạ thứ nhất là tại vì vợ em theo Công giáo. Cái chuyện đó là rất là cấm. Cho nên là em gọi là kiềm chế lại. Đêm động phòng đã đến với hai bạn như thế nào? Dạ. Nó chán lắm anh. Nó chán lắm. Trời đất ơi. Không cần trả lời tôi biết là chán. Tôi nói thiệt luôn á. Dạ vợ em không có kinh nghiệm trong chuyện này. Sao kinh nghiệm được, người ta dạ, ông là ông phải chủ động chứ đúng không? Dạ em có chủ động, tại vì nói chung là kinh nghiệm em cũng không có, nhưng mà em cũng có tìm hiểu sơ sơ. Thời điểm đó mới cưới cũng không có dám gọi là bây giờ anh chỉ em thế này phải như thế kia thế nọ, em cũng ngại lắm. Em cũng không ấn tượng. Như vậy là cái đêm đồng phòng nó không có. Dạ không có gì hết. Không có như em nghĩ đúng không? Dạ nó... Bây giờ em cũng không nhớ nó ra sao luôn. Rồi đến bao lâu thì cái chuyện đó mới hòa hợp với hai chồng em? Tính tới ngày hôm nay là 5 năm rồi nó cũng chưa có hòa hợp luôn em. Dạ lý do? Em thì có nhu cầu, vợ em thì lại không có nhu cầu nhiều quá. Sau khi cưới xong thì vợ em cũng bình thường, cũng có nói chung là cũng có hòa hợp chút xíu. Từ khi sinh bé đầu xong là gần như là giảm hẳn, kiểu như em suy nghĩ nhiều về công việc á, xong rồi việc nhà này kia nữa, xong rồi em không biết có phải là chuyện đó hay không. Chứ em cũng thấy là em không có được. Cái việc này là vậy nè, mình giữ gìn á trước cái hôn nhân á, em hiểu không? Cái thời gian nó quá dài. Thường nếu mà tụi em mà giữ gìn thì tụi em yêu nhau trong khoảng một năm đó rồi yêu đương xong rồi lấy nhau luôn á, để mà đi đến cái vấn đề mà gọi là quan hệ luôn á, thì nó sẽ khác đi một chút. Cái lứa tuổi mà nữ với nam đều có cái khuynh hướng là có cái nhu cầu thì là hai người đều phải tự kỷ ám thị để mà mình ém xuống, tức là mình phải tự giữ mình. Rồi á, riết nó thành một cái thói quen á, em hiểu không? Nó thành một cái thói quen em à. Rồi cứ kìm hãm, tự kìm hãm bản thân về rất nhiều thứ. Rồi đến khi á, mà cái đêm đồng phòng lại là một cái đêm mà hai người đều không hề có kinh nghiệm, cho nên là cái việc đó nó không có thăng hoa. Không thăng hoa và nó không có một cái ấn tượng gì đẹp, không ấn tượng gì, thôi là đúng, tức là đúng như là trong đầu mình suy nghĩ hoặc là mình coi phim coi ảnh mình thấy ổ sách, không phải vậy, là lại thêm một lần thứ nhì nữa. Rồi đến lần thứ ba nữa là vấn đề sau khi có con. Cái người phụ nữ á, sau khi có con, nếu là cái người mà gọi là cái cuộc sống tình dục á nó ok thì là sau khi có con thì cái nhu cầu đó sẽ tăng hơn. Nhưng mà cái người phụ nữ mà cái cuộc sống tình dục nó không có một cái gọi là nó không có thăng hoa từ đầu á, em biết không, là sau khi có con là gần như nó mới biến mất luôn. Đó thì bây giờ cái vấn đề của em ở đây á là em phải đi gặp bác sĩ để mà em cần phải tăng thêm một số thuốc, em phải uống thuốc để nó tăng cái gọi là kích thích tố nữ, cái đó là bắt buộc. Chứ còn không có phải là tâm lý tâm gì hết trơn á. Bởi vì bạn này với bạn này á, nó là một cái tình cảm mà gần như là mưa dầm thấm lâu, chứ nó cũng không phải là cái kiểu mà bộc phát lên mà dữ dội này cái nọ. Đã mưa dầm thấm lâu rồi mà em để nó thấm rồi cái nó khô lại rồi nó thấm luôn đó. Em không có cái gì mà em ào ạt, em dập cho nó mãnh liệt, cái là tự nhiên nó thành một cái thói quen bình vậy nè, em hiểu không? Cho nên bây giờ sau đây là tụi em phải đi bác sĩ, đưa vợ đi bác sĩ. Đó bình thường, cái đó là bình thường. Em cần phải bổ sung một chỗ những hợp chất vô trong cơ thể của vợ em. Đó vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp tục đi hả? Rồi bây giờ thì là các em tham gia chương trình Vợ Chồng Son vì một lý do gì? Lý do đầu tiên em tại em thích coi cái chia sẻ cuộc sống của những cặp gia đình trước. Cái lý do thứ hai là dạo gần đây em có một cái gọi là một cái vết nhỏ nữa, bị vợ em phát hiện là em hay thức khuya để mà gọi điện thoại cho một người con gái khác. Dạ, chỉ là trao đổi công việc thôi, nhưng mà vợ em lại cứ nghi ngờ em. Em muốn chứng minh cho vợ em thấy được rằng là anh không làm điều gì sai, có lỗi với vợ con em.
bằng cách là anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là hai vợ chồng mình lên với chương trình Vợ Chồng Son vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau và vẫn thể hiện được rằng cuộc sống mình vẫn đang hạnh phúc. Tức là em muốn chứng minh cho vợ em thấy là anh sẽ lên đây em nói cho cái cô đó biết á, là anh cuộc sống của anh đang rất hạnh phúc như vậy. Để chứng minh được á, là cô đó với anh không là cái gì hết. Nhưng mà từ bữa giờ là vì cái chuyện đó mà vợ chồng em không vui, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế là ban đầu em thấy là bạn kia sơn móng tay cũng gửi vô clip, vô tin nhắn, rồi đi chơi đâu cũng gửi video blog, video clip, mà em thấy lạ là ông này không nói gì tại sao người ta gửi. Em mới cũng rất là bực mình lắm luôn á. Em lục lại tin nhắn cũ thì em thấy có gọi, ủa sao bình thường mà lại sao lại gọi video call để làm gì? Cái nó là công việc này kia vậy đó. Thời gian sau thì em thấy bình thường không có gì nữa thì nên thôi. Còn tức là bây giờ là ổn chưa? Dạ ổn rồi. Ổn rồi đúng không? Dạ. Để anh hỏi tiếp cái phần bất ổn nha. Dạ. Là đó, bây giờ vô tới phần trong 5 năm ở với nhau thì tật xấu của anh ấy đó là gì? Tật xấu ông này giờ ông kể mấy chừng nào hết luôn. Có nhiều khi chỉ là giống như là quạo mà khó chịu với em lắm. Giống như là em là kẻ thù tiền kiếp từ hồi nào vậy đó. Đừng có thèm nói chuyện gì tới tôi hết kiểu vậy á. Mà không thèm nói chuyện mà cái, ủa, sao vậy Thảo? Cái mặt là nó kinh khủng lắm anh. Mà ngay cả nhiều khi ba má chồng em mà thấy cái mặt mà lúc ngay lúc đó cũng không dám hỏi han luôn á. Em luôn muốn làm tất cả một mình chịu và một mình gánh hết. Em không biết chia sẻ cho mọi người như thế nào và không biết nói như thế nào hết. Em thích là đừng nói gì hết, cứ để cho anh im lặng em xử lý công việc. Rồi nhiều khi á, em làm ở công ty, nhiều khi mà em rước em á, chờ em chút xíu gì hả là không thèm nói chuyện luôn. Chở trên đường về là cũng hỏi gì cũng không thèm trả lời. Hầm hầm nữa. Chở em trên đường xe mà hả ai mà chạy xe không đúng luật hay gì đó là ông ngồi ông chửi mà con mình em nghe. Em khá là khó chịu với cái việc chạy xe ở ngoài. Còn gì nữa? Ảnh thích đi du lịch đi đâu đó mà nhiều khi là không cần có vợ có con cũng được. Em cảm giác như là vợ con đang tù túng ổng vậy đó. Nên là em cũng không thích cái vấn đề đó. Rồi giờ tới Thảo đó. Dạ. Quỳnh có tật xấu gì không? Cái tật xấu mà em thấy là em khó chịu nhất á, không biết quý trọng sức khỏe của mình. Đi làm về rất là mệt, chăm con, nấu cơm này nọ xong là tối cứ cầm điện thoại lên đọc truyện, coi phim, tối nằm khóc thúc thích mình mà coi tới 1-2 giờ sáng lần. Coi bất chấp em nói thôi đi ngủ đi, tắt điện thoại đi, tắt wifi luôn, vẫn mở 3G lên ngồi coi. Trời ơi. Dạ. Coi xong rồi tới sáng hôm sau dậy không nổi, đi làm thì mắt nhắm mắt mở chạy xe máy. Có lần rồi, đã mém bị rồi, tông xe khác nữa. Không biết quý trọng sức khỏe. Cái thứ hai là chuyên gia lấy em ra làm chuột bạch, nấu ăn cực kỳ dở và thử nghiệm món mới, nấu món mới không, công thức đó má em dạy, chỉ làm chạy dạy không, để em thử cái món mới chế biến dạ để đó. Em thử đó. Dạ thì sau khi thử xong là em ôm cái toilet. Dạ em thường xuyên không, thường xuyên dạ không dạ em không dám ăn thường xuyên. Và em thời gian đầu thử là cũng thường xuyên lắm mà sau em nói thôi đừng, tha anh đi. Dạ, chứ bây giờ anh ôm hoài cũng tội nghiệp anh lắm. Dạ. Bây giờ là nấu ăn lên được chút nào chưa? Dạ cũng lên rồi, nhưng mà cũng vợ em thì người miền Tây, em thì người miền Trung, cho nên cái khẩu vị nó cũng khác nhau hoàn toàn. Ừ. Em thì em ăn món miền Trung quen rồi, nó hơi mặn mà, người miền Tây thì nó hơi nhạt xíu. Và hơi ngọt một xíu. Với lại cái cách nấu của vợ em cũng khác người khác nữa. Ừ. Em không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà em đang dần thích nghi. Và hiện giờ thì có vẻ rằng là không biết là mưa dầm thấm lâu, chị Vân đây nói là em cũng gần chịu được cái kiểu này rồi. À. Kiểu ăn này rồi. Bây giờ là ăn món của mẹ em nấu thấy nó khác liền. Em ăn được món của mẹ em thì thấy nó khác. Sao không bằng vợ con nấu? Em mong muốn vợ em thay đổi cái gì nè? Dạ, em muốn là vợ em nên quý trọng sức khỏe mình hơn. Dạ. Còn em? Thì em mong muốn là đừng có quạo này kia với em á. Với là em thích là nhiều khi cũng phải vợ chồng cũng phải tình cảm. Ví dụ như mà cũng phải nói chuyện cũng ngọt ngào hay là cũng nắm tay hay là gì đó. Dạ. Còn đằng này hả, giống như là không biết có quan hệ gì không, đi ra ngoài đường. Không bao giờ em nắm tay vợ ngoài đường hết. Nhiều khi ta không biết mình vợ chồng luôn á, phải dạ, không? Đi ra ngoài đường tưởng bạn hàng. Cặp cổ đi đó, cặp cổ đi luôn. Tưởng bạn hàng. Em có mong muốn vợ mình mãnh liệt hơn không? Dạ có. Đó là điều thầm kín. Thầm kín đúng không? Dạ em muốn. Mà chị hỏi em nè. Cơ thường á, ví dụ vợ em, cái nhu cầu của em mà em ra hiệu hoặc là em có bật đèn xanh cho vợ mà vợ không đáp ứng thì thường là em sẽ xử sự như thế nào? Em đã ngồi nói chuyện với vợ em rồi. Cô nói thôi bây giờ cái thực sự anh nói thiệt luôn là anh như thế này, anh có nhu cầu em nên coi phim thêm đi, hay là gọi là luyện thêm kỹ năng đi, hay là mua thuốc gì đó uống thêm đi.
để có thể hai chồng mình hòa hợp. Tại vì thực sự là anh tìm hiểu thấy rằng là 50-60% cái cuộc hôn nhân là bị tan vỡ vì một cái yếu tố rất là nhỏ, là chuyện giường chiếu như vậy. Cái đó nhỏ đâu nha, cái đó dạ, lớn chứ không phải dạ. nhỏ đâu. Thì anh không muốn hai vợ chồng mình bị một cái vì cái chuyện đó mà lại mất đi cái tương lai hạnh phúc sau này, cho nên là thôi mình ráng hòa hợp và tìm hiểu để hòa hợp nhau hơn. Em trao đổi với vợ, nói với vợ em thôi, chứ thực ra là làm thì thực sự em chưa có làm. Và cũng ví dụ như là chỉ có lâu lâu gửi mấy cái link về sản phẩm thuốc gì đó thì gửi cho vợ em coi tìm hiểu thêm, rồi phim thì cũng có mở cho coi. Ừ không, nhưng mà ý chị muốn hỏi là như này, có khi nào cái nhu cầu của em á, em cần, tức là cái nhu cầu em nó vượt ngưỡng chịu đựng của em mà vợ em vẫn không chịu, khi nào em dùng những cái động tác mạnh không? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ, vợ em thì được có cái là nếu mà em có nhu cầu em nói ra thì vợ em vẫn trả bài cho em đầy đủ. Dạ. Nhưng mà hoàn toàn là không phải làm một cái sự tương tác mà nó giống như là làm làm bổn phận và nghĩa vụ thôi đúng không? Dạ. Hôm nay là nhân dịp coi như là 5 năm trước khi chúng ta tạm dừng cuộc nói chuyện ngày hôm nay, thì cái mục đích em lên đây em cũng đã nói hết rồi. Dạ. Vậy thì anh cũng như chị Vân và tất cả những người có mặt ở đây cũng đang muốn có một cái lời nói, một cái cử chỉ gì đó rất đặc biệt từ em với vợ em. Hôm nay 5 năm ngày cưới của hai vợ chồng mình, anh muốn nói lại một lời mà ngay trước kia khi anh đã nói với em là hãy tin tưởng anh và anh sẽ không bao giờ làm cho em khóc và buồn. Hai vợ chồng mình hãy cứ tiếp tục như thế này và nuôi dạy hai con khôn lớn. Cảm ơn em đã làm vợ anh trong 5 năm qua. Yes. Em cũng muốn là hai vợ chồng mình sẽ đi với nhau tới già. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình và xin chúc cho hai em sẽ mãi mãi như thế này. Không chỉ là 5 năm mà sẽ là 50 năm hạnh phúc bền chặt bên nhau. Tôi là Nguyễn Duy Năng, em đến từ Đồng Tháp. Năm nay 28 tuổi, nghề nghiệp em là em hớt tóc nam. Còn mời em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thúy Oanh và em đến từ Sóc Trăng. Công việc hiện tại của em là chuyên viên make up và thợ uống tóc. Em năm nay 24 tuổi, em có một bé trai được 4 tuổi. Vậy hả? Dạ. Cái chuyện mà các em quen nhau chắc chắn là nó sẽ dính líu gì đó đến tóc, đúng không? Lần đầu tiên mà hai chồng quen nhau thì lúc đó thì em mới có 15-16 tuổi à. Cái hai vợ chồng cứ xem radio á, cái em mới gọi điện em yêu cầu cái nhạc. Xong rồi cái anh này ở Đồng Tháp say rượu mang, nhưng mà vẫn bấm lại số điện thoại của em, xong rồi điện làm quen. Nói chuyện được khoảng vài lần, xong rồi cái khoảng 1-2 năm sau gì đó, cái anh điện thêm một lần nữa. Lúc đó là anh có người yêu rồi, chia tay buồn bã gì đó không biết nữa. Thời gian sau nữa thì xuống quê em ở Sóc Trăng hẹn gặp nhau. Nhà thì em nói mẹ là mẹ ơi con quen cái anh ở Đồng Tháp nha, ngày mai là nó xuống nha. Cái mẹ nói là mày coi chừng nghe, coi chừng cái thằng nào nghe nó giả bộ nó quen mày, nghe nó bán qua Trung Quốc luôn. Đó. Chị muốn hỏi em là khi em gặp á, em nhìn cái đôi mắt buồn của anh, em ấn tượng cái gì? Không, em có là em lần đầu tiên gặp phải không? Em nhìn cặp lông mày em sợ. Chứ biết nữa thế. Đó, đúng không? Thích không nè, bây giờ thích không? Gặp dạ, thích liền được. Không? Mẹ của anh cũng đi theo nữa. Mẹ em nói là đó là mẹ chưa đi chơi, cái chở mẹ theo chơi cho biết cầu Mỹ Thuận rồi cầu Cần Thơ rồi với anh. Với lại một phần trên đây là mẹ cũng đang kiếm vợ cho em, cho mẹ cố tình nói đi theo chơi chứ không biết sao. Chủ yếu là đi muốn coi mắt cô này. Dạ. Còn em gặp cô này thì em có thích liền không? Nói chung là cũng được đối với em đó. Là được phải không? Vợ em rủ em với mẹ em về nhà vợ em chơi. Khi mà về á, về trên nhà em nè, cái mẹ nói là nhỏ đó được đó mày. Xin hình đi về nó. Đồng ý đi. Rồi sao mẹ với mẹ nói chuyện với người ta. Tại khi trước em về em có cầm thêm một tấm hình của vợ em. Về cái anh chị nhìn vô nó nhỏ này được cái thúc em vô. Dạ, nếu không vô rồi lúc đó em cũng đồng ý rồi gặp vài lần sau là cưới đó. Như vậy gặp lần thứ mấy thì mới muốn cưới? Gặp hình như lần thứ 3 là cưới rồi. Dạ cưới khoảng 3 tháng là cưới luôn. Đến lúc đám cưới tụi em còn nguyên á. Để ta hỏi lần, ta hỏi gà đi. Thôi gà gà cái gì? Rồi bây giờ nè, vậy là hai đứa chưa có gì gọi là đi lố đà. Dạ đúng rồi. Vậy chắc chắn cái đêm tân hôn chắc vui lắm. Dạ đêm tân hôn nói chung là vui thì cũng vui, nhưng mà tại vì mình làm đám mà mấy ngày liên tiếp á, mệt rồi vô hai chồng mà anh em mới ngủ. Rồi đó tóm lại là mệt. Là không có đêm tân hôn là đúng không? Là đêm đó không có tân hôn. Có làm ăn gì được đúng không? Cũng đòi mẹ đói cho đâu tại vì sợ. Có nghĩa là sợ đúng không? Dạ đúng rồi. Đêm thứ mấy? Sau đám cưới bao nhiêu ngày? Một tuần á anh. Một tuần? Dạ. Trời ơi tội nghiệp nhỏ không? Cám treo một tuần mà hay được ăn. Dạ. Vui không? Thực hiện móc ôm đấu cho đâu. Em nằm sát vô vách không à. Cái xong cái mấy dì với bà con của anh Năng ở nhà chơi á, cái mới nói là
ôi trời, có hai vợ chồng kia kìa mới cưới về mà con vợ nó không cho đụng chạm gì tới trơn đó, sao không cho mà đạp xuống sàn đó. Xong cái vợ hai vợ hai vợ chồng chia tay rồi mới cưới được mấy ngày hả? Trời đất ơi, cái nghe nói cái em sợ em sợ cái tối lại đụng đụng cái em mới cho chứ thôi là dứt khoát không cho luôn. Trời ơi. Rồi như vậy là sau khi đám cưới về, tại vì tụi em không có cái thời gian gọi là yêu nhau, tìm hiểu nhau, với lại cũng là mới lớn nữa, mới làm dâu nữa, cho nên trong nhà trong cửa có cái gì không? Mới đầu thì cũng hơi mệt, lúc đó thì em chưa có mở tiệm, chưa có làm tóc, em phải đi làm thuê cho người ta. Còn anh này thì lúc đó thì ảnh cũng đi làm, cũng đi làm thuê công nhân nữa. Chủ nhật mới gặp ảnh được thôi, mà ban ngày thì em đi làm rồi em không có nhà. Mà ban đêm về thì ban đêm là ảnh đi làm mất tiêu rồi, không có gặp. Khoảng thời gian mà em đang mang thai em bé khoảng 2 tháng, vợ chồng cự cãi nhau rồi cái em dặn em bỏ về quê, về nhà ba mẹ em. Mà em đi xe đò từ Đồng Tháp mà đi xe đò về Sóc Trăng ha. Bạn em cứ khóc suốt luôn gì nè. Khi khóc suốt về nhà mày hỏi mày đi đâu rồi, xách đồ đạc nhấp hết trơn à, vợ chồng con mày đâu. Cái em mới nói là em với anh cự lộn, em buồn quá em đi về. Mẹ la, mẹ nói là tại vì con gái á, mẹ gả đi rồi. Anh chị xui mà có điện á, nói gì hoặc là gửi về sau đó thì ba mẹ nhận, chứ anh chị xui chưa nói tiếng nào hết. Là mẹ không cho về, hoặc là mẹ cho về khi nào mà có hai vợ chồng thuận thảo vui vẻ. Xong rồi về rồi cũng... về cũng hòa thuận lại về với nhau đó. Dạ. Rồi có khi nào hai vợ chồng cự cãi rồi đánh lộn nhau không? Cũng có. Dưới quê nhiều lắm. Dạ. Dạ. Có anh. Có đúng không? Dạ. Còn mỗi lần đánh ai thắng? Anh thắng. Em mất ước đụng vô em làm khóc mất tiêu rồi. Vậy hả? Sao mà gì? Sao đánh vậy? Đôi khi tính em hay nóng, vợ em thách em á, đánh đi ô, nóng lên thì cũng có tán vợ về bạc tay. Trời ơi, tát về bạc tay. Tại vì cái tính gia trưởng của em thì em cũng thích theo cái thời xưa mà nó gì. Tính em là em không có chịu nổi cái gì mà để trong bụng mình phải nói ra hết, nói ra hết đi xong rồi muốn nói em lại gì thì nói. Tính em thì cũng hay ít nói anh. Vợ em thì hay nói nhiều, ngồi nói em hoài thôi, khi mệt thôi em quạo cái em giận bực lên. Nhưng mà bây giờ còn bực không? Không, bây giờ đỡ hết rồi. Cũng không kinh nghiệm được dần. Giờ nói chuyện lại rồi, chứ hồi trước mà lấy ảnh về tối ngày không nói chuyện. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hiện tại em lấy nhau được cũng được 6 năm ạ. Như vậy trong 6 năm qua tật xấu của vợ em có nhiều không? Nghiện Facebook nè. Nghiện Facebook. Dạ, với lại xem phim tập mà xem phim tới 1-2 giờ phim. Nghiện phim. Dạ, hay tin người, đôi khi khách vô làm á, người ta nói xấu về em á, vợ em cũng tin luôn. Trời ơi. Mình nói chuyện khoảng vài câu cái bắt đầu cái ổng nói ngang mình hoặc là ổng giận dữ với mình á. Cho nên là khách bắt gặp những lúc đó, cho nên là khách nói liền, khách nói là trời ơi, chồng cô khó tính quá, hoặc là chồng cô chắc cọc cằn với cô dữ lắm. Nhưng mà cái đó là đâu có gì đâu, phải là nói xấu, cái đó là góp ý xây dựng. Rồi giờ tới em đó. Rồi tới em luôn. Rồi em khui đó nghe. Nói chung thì ảnh chỉ có một cái tật xấu thôi là chơi game thôi. Chơi game suốt rồi đâm ra những cái chuyện nhưng mà bị trầm cảm luôn đó. Không nói chuyện, cứ tối ngày bấm vô nè, xong rồi cái cứ chửi cái gì hoặc là nói gì trong đó. Khi mà mình bận công chuyện gì đó mình nói anh ơi, giữ bé giùm em, đút con, đút cơm cho con ăn giùm em. Mệt quá à, làm đi. Ổng thì ổng có hai cái vũa ở dơ nha. Mỗi lần cái ông móc móc luôn mũi xong là cái đầu chét vô. Mà chuyên gia luôn, em là cứ te tu ở trơn. Quần áo tay chân bất cứ đâu hoặc là cái gì dơ mình mấy ông dơ phải không? Bắt đầu ổng chét giấy chét xong ổng chét cho mình của em là suốt luôn vậy luôn đó. Có tặng bông tặng hoa gì cho vợ, tặng quà tặng bông dạ, tặng không. Hoa. À, anh Năng thì hồi trước giờ thì cái lãng mạn này chưa có, đôi lúc cũng muốn ổng tặng hoa tặng quà cho mình giống như là ngày sinh nhật của mình, nói nhẹ thôi không nói chuyện được rồi chút qua điện thoại cũng được, rốt cuộc không có nói tiếng nào hết. Không tặng bông, không tặng bánh luôn. Dạ không, anh tệ quá vậy anh. Lý do là do mắc cỡ phải không? Hình như vậy đó anh, đúng. Tại vì con trai dưới quê cái vụ là mắc cỡ. Thôi em ơi, em binh vừa phải không thôi phải, em có dưới quê không? Có, tôi quê lắm mà. Vậy tại sao em đâu có giống như anh này? Không phải, em lãng mạn mà lố luôn á. Nhưng mà binh thôi, bắt người ta sửa đi chứ binh gì. Chưa đi chút mới khuyên. Rồi ví dụ như là mỗi lần đi ăn tiệc mà đi bên cạnh em thì có trưng diện đồ không? À không, em cũng làm nghề tóc mà lúc nào mình ra mình cũng sửa sạn từ trên xuống dưới. Chân còn ổng ha, ổng đi theo mình, ổng mặc không bao giờ mang giày luôn, mang dép bình thường không, rồi mặc quần áo phải không, áo thun cá sấu bình thường, áo thun bình thường đó, quần tây quần jean. Nhiều khi mà mấy cái quần jean mà cũ nó rồi nó ổng bỏ qua đi cũng một hai cũng mặc lại, mà trong khi vợ đang diện đồ đẹp nè, mặc đầm mặc quấy nhìn qua ổng qua đây nhìn thấy quải chậu luôn đúng không hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà khi mà đi một mình á thì cứ cầm cái lượt chải hoài. Một mình thì trưng diện nhưng mà đi với vợ thì xè xòa. Ổng chịu, ổng chịu sửa sạn. Nhiều lúc sợ người ta nói trời con vợ mày đâu sửa sạn quá trời mà chồng không sửa sạn. Nghe khó chịu quá, phải hỏi liền sao kỳ vậy em? Sao vậy? Đi chung với vợ không phải là không sửa soạn nhưng mà cũng được. Cái chuyện mà em đi một mình á, nó cần vô những cái chỗ mà lịch sự vậy. Không phải. Dạ. Không có.
vô những cái chỗ lịch sự thì phải cần ăn mặc đồ nó... Chỗ lịch sự theo em mặc đồ đàng hoàng là đi đâu? Giống như đi họp, tại em cũng có làm ở ngoài xã này, cũng làm nhân quân là khi đi họp. Nhân đây thì em muốn Năng thay đổi điều gì? Chỉ cần ảnh hay nói chuyện với em hoặc là bớt chơi game lại, rồi dành thời gian cho vợ cho con, chơi với con là được rồi. Con em có nghiện game không? Dạ cũng bắt đầu luôn nó rồi đó. Nó có thích coi máy tính bảng không? Dạ, coi suốt ngày luôn. Và khả năng bị cận thị rất cao nhé. Dạ. Và bởi vì ba nó không bỏ thì làm sao? Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ. Em muốn dạ. con em không cầm điện thoại thì trước tiên em đừng bao giờ cầm điện thoại trước mặt con mình. Dạ. Nói hay lắm. Tôi tự hào chưa bao giờ cầm điện thoại trước mặt con tôi. Đâu ra cá vậy? Không? Hả? Không. Cá không? Tôi thấy ông livestream lâu lâu, lâu lâu thôi. Hả? Đó, rồi tới em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Chung là em mong muốn vợ em là coi phim thì khoảng có giờ giấc là tranh thủ ngủ. Với lại là muốn vợ đừng có tin người quá là được. Như vậy thôi anh. Đừng tin người quá, dạ. đừng cả tại tin vì quá. Ở ngoài không có ai tốt đâu, người trong nhà chỉ tốt hơn nhà ở ngoài, ta nói xấu vô không à. Bây giờ vậy nè, cái cặp này á là tình con là năm nay mấy tuổi rồi cưng? Dạ con em 4 tuổi hả chị? 4 tuổi là cái dạ. như anh Thuận anh nói là cái xác suất mà để bé cận thị thì có bộ hơi bị nhiều. Đúng vậy. Bởi vì nếu chơi với mẹ thì phải ngồi dí mắt vô màn hình hoặc là điện thoại hoặc là truyền hình để coi phim. Dạ. Đúng không? Còn quá chơi với ba thì cũng phải dán mắt vô điện thoại để mà chơi game. Thành ra là cái nhu cầu của cháu sẽ là bị hướng theo ba mẹ thì là sẽ rất là mau cận. Dạ. Đó là một cái thứ hai nữa là bạn này á thì có một cái điều mà chắc tới bữa nay mới kiểu mà nói ra nói rất là thật, mắt rơm rớm là bớt coi phim đi. Tại vì sao biết không? Em coi phim nhiều thì bạn này sẽ có một chút chạnh lòng là sao nè. Ví dụ như nè, ở trong phim thì có nhiều những nhân vật có những cái ông chồng rất là ga lăng, rất là này kia nọ, đúng không? Và vợ thì cứ mắt chữ O miệng chữ A rồi say đắm nhìn, hiểu không? Cái kiểu vậy thì tự nhiên chồng cũng có một phút chạnh lòng nữa. Sao kỳ vậy? Tôi cũng chồng tôi ngồi đây mà lo dòm truyền hình, nó khen chồng ai không à, chứ không khen mình. Ví dụ vậy đó là có một cái cảm giác chắc chắn nó sẽ thoáng qua như vậy, đúng không? Đó rồi. Còn bên đây á thì vợ á thì cũng chạnh lòng giống như em vậy đó. Dạ. Có nghĩa ủa sao kỳ vậy ta, sao đi với mình bộ mình cũng đâu phải là trời, mình đẹp mà mình biết ăn biết diện, mà lý do gì tại sao mà chồng đi với mình không bao giờ ông cảm thấy là ông không có thích khi mà đi với mình, ông không có hãnh diện khi mà đi với mình hay sao, ông cứ cảm thấy ông đi là đi đang cho có, ví dụ vậy. Cái cảm giác đó đối với người vợ nó rất là đau lòng. Dạ. Đó, đau lòng lắm. Là tại vì không phải chồng mình không biết diện, chồng mình biết diện, mà tại sao khi đi mình không diện. Đó là hai cái mà sẽ có những lúc các bạn sẽ thoáng qua như vậy. Mình lấy nhau cũng lâu rồi, mình cũng có con cũng 4 tuổi rồi. Yeah. Thì chị thấy là cái thời gian mà các bạn cảm thấy gần như vợ chồng là một thói quen, nó đến nhanh quá. Đúng không? Đối với các bạn. Yeah. Tại vì nó mới chỉ là 6 năm, con thì mới có 4 tuổi. Người ta mấy chục năm người ta bên cạnh nhau thì lúc đó nó mới là thói quen. Còn bây giờ vẫn phải là sự khát khao, sự đam mê khi mà hai vợ chồng được ở bên cạnh nhau. Thì các bạn phải làm sao á, trong cái không khí gia đình bạn phải là như vậy. Thực sự cái người phụ nữ Việt Nam á, gần như là 10 người như một á, lúc nào cũng cam chịu, lúc nào cũng không dám sống thật với cảm xúc của mình. Giống như cảm xúc của mình á, nhiều khi mình muốn anh, trời ơi, bữa nay hai mình để con ngủ riêng chỗ đi, rồi hai mình không bao giờ dám nói. Mà cứ để chồng đón ý á, kiểu như là chỉ mong muốn có một ánh mắt hay là một cử chỉ, một cái gì để cho chồng hiểu, nhưng chồng không bao giờ hiểu điều đó. Chồng chỉ sống bằng cảm xúc và bằng cái đòi hỏi của bản thân mình thôi. Thì thành ra là các bạn có một cái cơ hội là các bạn lên đây, các bạn tham dự với chương trình. Thì các bạn sẽ xem nhiều những cặp vợ chồng khác, và từ đó mình đúc kết ra những cái mà mình nên thay đổi cho cái cuộc sống hôn nhân của mình nó thú vị. Tại vì cái cuộc đời của mình nó nếu mà nói là dài thì cũng dài, mà nếu mà ngắn thì cũng nói là ngắn được. Đó, cho nên lúc nào mà còn được ở bên cạnh nhau, còn được gần nhau thì phải tận hưởng hết và mang cho nhau thực sự những điều hạnh phúc. Cái đó là chị cảm thấy như vậy, để đôi mắt của bạn bớt buồn đi. Cũng giống như em nói đó, em cũng rất muốn có một sự lãng mạn ở anh này. Thì hôm nay đến với chương trình, em có thể gửi đến cho cô ấy một lời nói lãng mạn hay một cử chỉ gì đó thật lãng mạn, tình cảm với vợ mình ấy. Hay quá anh Bin, hay quá anh Bin, hay quá. Đó, nói đi. Anh chị em có nhìn đâu. Không giờ đâu mà em không. Khán giả nhìn thôi. Nói thêm cái gì nữa đi. Để cố gắng thay đổi những cái tật xấu của anh.
ra ngoài cũng vậy luôn nha. Rồi thì anh sẽ cố gắng thay đổi. Có bao giờ nói anh yêu em chưa? Hình như chưa. Rồi nói đi, nói còn đi. Chờ gì nữa. Anh ơi, anh yêu em. Tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái đà, cái đà để cho mà những lời nói yêu thương, những cử chỉ thật là lãng mạn sẽ đi đồng hành cùng với hai vợ chồng của em. Rồi, mắc vui. Chào chị Vân, chào anh. Anh bắt đầu có thiện cảm với em rồi đó anh trai. Rồi. Ok, mời em giới thiệu về mình. Mình con là em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên Việt Nam. Dũng mấy tuổi, làm việc gì? Tên tiếng Anh là Josh. Josh. Yeah, Josh. Yeah. Tên tiếng Anh là Josh. Em đến từ đâu? Từ American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Vậy giờ tới em. Dạ con tên. Con nữa em hả? Em đi. Giận lắm rồi em. Em tên Như, năm nay 25 tuổi, em làm nghề spa. Spa. Dạ làm spa. Đẹp. Như ơi, anh muốn hỏi nè, cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? Làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Là do sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu. Cho nên dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp. Còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Còn bây giờ thì con thấy thời đại 4.0 cho nên nó hơi ổ bệnh xíu. Cho nên thì mọi người cũng ok với cái làn da này. Có nhiều người thì thấy là thích, thấy lạ, khen đẹp. Còn có nhiều người ai nói như xấu vậy? Ai vậy? Anh đang sang tay áo nè, ai nói anh xấu vậy? Wow. Vợ của em á, quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful đẹp right? Quá. Quá đẹp. Ai mà dám nói là em xấu hả? Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Da đẹp. Da đẹp. Yeah. Đẹp luôn không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như gặp chưa như. Có cái làn da nâu nhiều như vậy. Nâu nhiều. No, before when you meet me, do you have I have like this skin or like why? When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Rồi thôi bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Và em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? Lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á, mẹ con tuổi Ngọ hả? Ủa, mẹ con tuổi Tức á cô. Tức là thua tuổi cô. Vậy là cô lớn hơn hả? Đúng không ta? Sinh năm bao nhiêu? 6 mấy? 69 á cô. Thua cô. Sao như vậy là không phải 69 đâu mà là tới 70 lần. Mẹ con là 70 tuổi Tuất. Dạ. Rồi. Là bằng em trai cô. Ok. Cứ xưng bằng con cũng được. Rồi. Là gặp nhau, gặp cái anh này là bữa đó là con ngay chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Thì anh này ảnh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết. Chỉ là đứng gần bàn thôi, thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa ảnh nhìn thôi. Nhưng mà cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Thường mấy cái anh mà người Tây á, người ta rất là phóng thoáng. Người ta thích mình là người ta tự chủ động người ta tới à. Rồi sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á, thì anh quen với cái anh bạn của anh này. Cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Thì ở trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi. Cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn.
mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Cái sau ngày thứ bảy là anh đi về nước. Rồi ngày thứ bảy là buổi trưa con đi đi uống cà phê. Ảnh ảnh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn, ngay chỗ Starbucks. Đi xuống luôn, ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Thì vô tình con vừa xuống taxi, gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm, gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài bên ngoài thì bình thường, không có được đẹp. Cứ nhìn nhìn hoài cứ nhớ anh này mà mình gặp trong cái thời gian là không có được kiểu sai á cô, không có được tỉnh táo một xíu. Cho nên đứng nhớ hoài, hồi mới nhớ chợt ra là à gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện, thì anh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Thì mới nói chuyện rồi xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Rồi về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện. Dạ dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng, when you meet her, you fallen in love. What about me? Like, what makes you like think like? When I first met her, em thấy em nhìn chằm chó. Nhưng mà chó. Nhưng mà trời ơi, đẹp quá. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá ha. Chảnh chó rồi đó. So I'm more curious about her and I want to get to know her more. But I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Ôi, đợi xíu. Ok. Đâu quay nón nhiều. Rồi, quá keo nằm dính. Nha. Ok. Quay nón nhiều quá. Rồi. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Dạ. Thì ở ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng là 2 người. Trong 3 tháng là hai người là chắc chắn là phải là nhắn tin. Nhắn tin từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tính tối luôn mà nói mỗi ngày, nhưng mà không phải là hai người không có nói là phải yêu nhau hay là gì hết, với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Rồi để hỏi, khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? I was scared of the love. You miss her when you like far away from me. Do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction, and it started to scare me at first, em sợ a little bit, but then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her, so that's when I moved to Vietnam, then decided to sống in Vietnam. Về quyết định luôn đó là, sau đó là về sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ không có, giống như là lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải, tại vì công việc ở bển. Nhưng mà lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả sợ phí thời gian, cho nên không muốn yêu xa. Thì sợ hai người mới gì? Dạ nó sợ mất con, Dũng sợ mất con. Dạ chuyển về đây nó làm. Dạ rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Ảnh không có nói, ảnh không hứa với con điều gì hết, nhưng mà lúc đó là chỉ hai người không có nói là yêu nhau hay là hứa hẹn gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Đó thì ảnh nói là ảnh gặp con là ảnh có cái cảm giác giống như là có cảm giác gì khác với mấy cô kia mà ảnh từng quen. Cho nên ảnh quyết định ảnh về đây. Rồi sau đó thì là sau 3 tháng là ảnh về đây. Sau 3 tháng xa nhau là ảnh về đây. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu coi như là tỏ tình và muốn em là bạn gái của ảnh? Sau 3 tháng ảnh về đây là mới gặp nhau, là một tuần đó gặp nhau là để bắt đầu tìm hiểu thôi. Rồi xong ảnh về đây được một tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại ảnh mới bắt đầu là ảnh nói là ảnh yêu con, ảnh muốn là đi sâu hơn nữa, ảnh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Thì con mới nói là thì mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần.
Ngân nói chuyện khoảng một tuần rồi xong rồi ảnh mới nói thôi thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói ờ thì đâu đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu mà làm bạn. là làm bạn mà. Cái xong mới không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Ảnh mới nói thiệt là ổng đừng có suy nghĩ mà con cái mối tình kia không tốt thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Đó thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là dạ dạ, nhưng mà ổng không hứa với con điều gì ổng sẽ làm. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn. Mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Vậy hả? Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Cái con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng sợ, tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Có nghĩa là chuyện xảy ra là cách đây bao lâu? Cách đây khoảng năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở, xong tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân. Cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa. Cho nên hả, ở từ từ mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo. Mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa con đi vừa đi về. Xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Cái cứ dạ đúng rồi, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót. Nhìn thấy cái hình ảnh này rất là dễ thương. Đó, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. Yeah, like when I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Yeah, some bits chipsu. 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 Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt, tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám tháng. Dũng, Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Vi không? Như không, khi mà Dũng bỏ gọi là do you feel công việc like ở bên kia. Happy or say when you move over here to live with me? How is your life now? At the start, I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking, and I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Là ông nói lúc ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh ở bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống này. Rồi, em gỡ ra luôn cái băng keo không bao giờ dính được, mà đâu cần phải dán băng đâu. Gỡ cái băng keo ra để định không phải không rau quay nón nhiều rau quay quá. Nón không bao giờ băng keo nó dính đó. Em bỏ, con bỏ luôn đi, con đâu cần phải dán đâu con. Dán ở dưới không được nó bung lên đó. Không có bung. Tụi nó hờ vậy thôi chứ nó không có bung. Keo dán sắt nha. Hello. Được mà, được không? Ok. Rồi. Tiếp tục nha. Khi mà
trước khi mà em đồng ý dọn về sống chung với ảnh á, ảnh thể hiện như thế nào, ảnh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không? Anh không có nói gì hết á, giống như là thấy ảnh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi á. Dạ rồi. Tại vì ảnh về đây vì con, ví dụ như ảnh về đây là ảnh công việc rồi mình gặp ảnh ở đây thì khác. Còn ảnh gặp mình ở đây từ ở bản ảnh chuyển về đây ở với mình mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể gắn đi bó rồi. Dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà ở cái chừng được một tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã 1-2 năm vậy. Tôi coi như là cũng nợ nần đó, kiếp trước rồi gia đình con làm hụi đó rồi ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông ấy Như. Rồi anh hỏi chót, anh hỏi Dũng nghe. Thế cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cô ấy đó là dịp nào? When? First kiss. When I first moved over, khi lần đầu chuẩn bị qua đây á, chuẩn bị yêu nhau when qua đây. When we seen each other at the airport. Ngoài sân bay lần đầu tiên. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài. Tại con á thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà, cho nên cái mấy cái chuyện đó nó bình thường, phong tục đó, nó phong tục. Nó bình thường. Như vậy là có nghĩa là mình ở sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đem làm giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch đó, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dừ thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký giấy kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đang làm. Nghĩ là chắc cũng gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước đó, mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Nhưng mà không có con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về rồi. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng, mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Còn Dũng? Dạ cũng Dũng vậy luôn chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Sợ quá. Just because I've never met I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. And là hồi đó giờ ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Với lại gia đình con cũng dễ cho nên ảnh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt á là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt, ảnh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa, anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong ảnh mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mà nói với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là định hỏi đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese? Hát được hát. Cô? Yeah, được. Hát đi. Bài nào? Bài gì? Bài How What You Need To Sing. I need the song. Phải có nhạc mới hát được. Ví dụ bài nào? Chỉ cần nói tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tình yêu. Từng yêu là của ai quên à? Phan Như Anh, Phan Đăng gì đó. Hương Ly, Phan Như Anh à? Ồ, dạ là dạ, hát được. Hát được vài câu, hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Không có nhạc, không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát nhạc. Mà nghe nè, ổng rành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ không? Really? Coi như câu gì? Giống như hôm bữa chảnh chó, chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó em cù bắp. Cù bắp em. Em cù bắp.
Rồi xong rồi xong rồi hả, cái gì em ngu ngốc kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi Dũng, nói thử đi Dũng, cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say bad word, yeah. Yes, like something but don't, not really bad. Not really bad. Oh well, what? Cái gì không nhớ hả? No, ok, I know too bad. Rồi vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng bao lâu rồi? Là 2 năm. Được, hai năm rồi. Dạ. Rồi rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không. Nó xấu mà là nó tốt. Là hay bực bội ổng. Ở nhà cô là quá điệu. Quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội. Con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa. Cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu. Mà lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống BD á cô. Hiểu không? Dạ. Hiểu. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn. Cái ráp người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau với cái chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc. Nhưng mà làm hai người câu kiểu con cũng hơi khó chịu. Con làm phải vừa ý. Ông này em cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. Say like, you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo. Không xạo. Yeah, xạo. Không xạo mà. Rồi, còn đợt xấu gì nữa không nè? Đợt xấu gì ta? Nghĩa là cưng vợ quá mức, có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah. Chiều là con nói thiệt là không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu, muốn làm gì làm, anh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin. Nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường. Mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó. Cho nên hả, anh kết bạn con thì con lại không thích. Giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó. Chút đỉnh thôi phải không? Dạ bây dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt được không? Nói nhiều hả? Em tức giận, quick. She get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very mà quick, nhanh, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Thấy. Just say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó. Còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Dạ. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's something? Always mua 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo nhiều quá. Như lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online. Online shopping. Trời ơi. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận, giận, thường Dũng làm cái gì để cô hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes or just try to be nice or yeah.
I try to talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống ảnh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á thì là ảnh phải đi ra chỗ khác. Ảnh không có ở đó, ảnh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận hả? Có, là giống như là lúc đầu ảnh hay chọc ghẹo là ảnh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười và làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả, con thấy không có vui. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me happy, like smiling when I'm angry, your face do it. What? Your face. Just smile at you. No, what like you do, you like you. You do something like that. No. Đâu đâu, sao sao? I'm sorry. Like, what do I do? I don't even know my face. Rồi. Còn tật xấu gì nữa không? What's but, bad thing? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. What is it? Thay đổi nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi cùi góc là dạ, rất là nhanh. Dạ. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Yeah, just try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well, and then okay, we'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận á, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận hay nổi điên đó. Dạ, còn ổng thì ổng sẽ cố gắng thay đổi để không có làm phiền con hay nữa. Dạ dạ. Nhưng mà còn con muốn thay Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại cô. À, tức là phải chững chạc lên, là gọi là sao, đàn ông gentleman lên hả? Là không, không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game hết. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like, not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd too much, like. Bd. Không bd. Not bd. Rồi trời ơi. Là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi. Chỉ có chút là như thế này và hơn như thế nữa thôi. Nghe. Rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Con chờ xíu nha, xong rồi mình bốc thăm chúng Dũng nãy sao làm vụ BD. Như nãy kêu Dũng làm vụ BD. You do BD like this one more time. Oh, yeah.